Có lẽ ngoài Nguyễn Tấn Dũng ra, ngay cả Trần Đại Quang cũng không phải là đối thủ của Tổng Bí thư Trọng vì khả năng đấu đá giành quyền lực. Hơn nữa, liệu Trần Đại Quang có dám đánh phủ đầu Tổng Bí thư Trọng hay không? Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh tin tức 108 TV. Sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết có tựa đề: Liệu Trần Đại Quang có dám đánh phủ đầu Tổng Bí thư Trọng hay không? Bài viết của tác giả Nguyễn Trọng Dân được đăng trên trang Dân Làm Báo. Tại sao cần đề cập đến vai trò Tổng cục 2? Việt Nam dồn dập nhiều sự kiện sau Đại hội Đảng lần thứ 12. Hai ông tướng đứng đầu quân đội là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh và Tham mưu trưởng Đỗ Bá Tị bị tước hết mọi uy quyền cùng một lúc. Tư lệnh quân khu 2 là tướng Lê Xuân Duy bất ngờ qua đời với nhiều nghi vấn là bị đầu độc liệt gan. Cả ba cán đầu tỉnh Yên Bái thuộc quân khu 2, trong đó có cả bí thư Phạm Duy Cường bị bắn chết ngay tại trụ sở giữa ban ngày. Đó là chưa kể đến những sự kiện ngoại giao xảy ra liên tục trong một thời gian rất ngắn chừng 6 tháng trở lại đây. Từ việc Ấn Độ cho mượn tiền mua hỏa tiễn, đến việc Tân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là chính ủy lịch sang thăm Trung Cộng mở đường cho Thủ tướng Ma Dê Phúc sang ký kết những bộ thêm về kinh tế, báo hiệu Việt Nam sẽ còn tiếp tục nhập siêu từ Trung Cộng thêm nhiều hơn nữa. Phân tích thực hư của bao nhiêu sự kiện xảy ra mà không mô tả càng rõ ràng càng tốt của Tổng cục 2 một bộ phận của quân đội chuyên về tình báo và ám sát hiện đang nằm dưới quyền điều khiển trực tiếp của tổng bí thư trọng thì là một sự thiếu sót rất lớn. B. Những can dự của tổng cục 2 đối với tranh chấp nội bộ đảng ở quá khứ. Nghị định 96 CP thành lập tổng cục 2 do thủ tướng Võ Văn Kiệt ký vào ngày 11 tháng 9 năm 1977 dựa trên pháp lệnh tình báo do chủ tịch quốc hội lúc bấy giờ là nông Đức Mạnh thông qua. Thật là một sự trùng hợp không ngờ. Tháng 9 ngày 11, mùng 9 tháng 11 là ngày tưởng niệm các nạn nhân tử nạn về khủng bố ở Hoa Kỳ, thì cũng là ngày kỷ niệm thành lập Tổng cục 2. Nghị định này được ký do sự hậu thuẫn ngầm của Thượng tướng Lê Khả Phiêu nhằm thu lượm tin tức về khống chế với cánh Tổng Bí Thư Đỗ Mười nhằm giúp Phiêu có thể lên làm Tổng Bí Thư Đảng 3 tháng sau đó, thông qua Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ tư. Phiêu lên làm Tổng Bí Thư không phải thông qua Đại hội Đảng mà thông qua Hội nghị Trung ương. Như vậy, Phiêu đã dùng Tổng cục 2 làm một cuộc chỉnh lý, đảo tránh một cách ngoạn mục. Xin lưu ý là sau Đại hội Đảng lần thứ 7 vào năm 1996, Đỗ 10 vẫn bám ghế Tổng Bí thư, không nhả cho đến mãi một năm sau, Phiêu mới đủ khả năng hất vang nổi Đỗ 10. Từ đó, Phiêu nắm chặt Tổng cục 2 như là một công cụ cần thiết để duy trì quyền lực Tổng Bí thư của mình dùng tổng cục hai theo dõi hù dọa gieo rắc sợ hãi lên các ủy viên trung ương đảng sợ hãi hay không thì chưa biết nhưng bất mãn gia tăng khiến nông đức mạnh chất thời cơ thuyết phục tổng cục hai xì ra tin tức bôi xấu bảo là lê khả phiêu có cô vợ trẻ không chính thức người hoa có tên là trương mỹ vân phiêu bị mang tiếng là rơi bẫy mỹ nhân kế của tình báo trung nam hải để rồi phải ký đất nhượng đảo một cách vô lý cho trung cộng nhất là ký kết sang nhượng Viện Bắc Bộ với giá 2 tỷ Mỹ Kim. Tuy nhiên, trên thực tế, phía chống lại với cánh thân Mỹ của Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Phan Văn Khải và đã làm bọn này bể mặt nặng nề ngay trước mặt Tổng thống Clinton khi ông đến thăm Việt Nam vào năm 2000. Phiêu không chịu đồng ý một cách rất bất lịch sự. Những gì bọn Khải lương hứa hẹn trước với Hoa Kỳ để có thể mời được Tổng thống Clinton sang thăm cho nở mày nở mặt. Sau khi Tổng thống Clinton ra về, Khải và Lương hết sức căm giận Phiêu nên tìm đủ mọi cách mua chuộc lôi kéo thuyết phục tướng Đặng Vũ Chính, Cục trưởng Tổng cục 2, phản lại Phiêu. Đồng lòng với bọn Khải, Lương phế chuất Phiêu. Tổng cục 2 phản Phiêu nên một mặt vừa tung tin bôi nhọ triệt hạ Phiêu thẳng tay. Mặt khác, báo cho các ủy viên Trung ương Đảng là hủy bỏ mọi chương trình theo dõi khống chế các ủy viên do Phiêu tiến hành trước đây. Bị chỉ trích tấn công tứ bề, Tổng cục 2 lại làm phản bất tuân mệnh lệnh không chịu khống chế các ủy viên Trung ương Đảng cho mình nữa. Phiêu bị mất chân đứng quyền lực, nên rớt đài khỏi chức Tổng Bí Thư ở Đại hội Đảng lần thứ 9, một cách thê thảm, dù Khải và Lương vẫn ngồi lại chức vị sau đại hội đó. Sau khi bị phiêu hất và nông đức mạnh lên làm Tổng Bí Thư, thế phiêu vào năm 2001, thì ai ai trong Trung ương Đảng cũng đều đồng ý là duy trì Tổng Cục 2 là cần thiết. Nhưng để Tổng Cục 2 đe dọa theo dõi các ủy viên Trung ương Đảng là điều cấm kỵ nên Tổng cục 2 từ nay phải nằm dưới sự quản lý của Bộ Quốc phòng, không thể bay nhảy vào Trung ương tự tung tự tác như trước nữa. Cũng như Tổng Bí Thư không được quyền dùng Tổng cục 2 để khống chế các nhân vật ở Trung ương nữa. Vào năm 2002, một năm sau khi đã lấy được ghế Tổng Bí Thư, mạnh cho tướng chính về hưu và đề cử con rể của tướng chính là tướng Nguyễn Chí Vịnh lên thay. Mạnh làm như vậy vừa khiến chính rất an tâm mà về hưu, vừa làm mọi người trong trung ương đảng ai ai cũng an tâm vì Vịnh sẽ được tập thể quyết định sai đâu đánh đấy. Tổng cục 2 không còn là đặc quyền của Tổng Bí Thư nữa và không còn là tổ chức dí súng hù dọa các ủy viên Trung ương Đảng nữa. Nghĩa là Tổng cục 2 của Vịnh từ nay sẽ tuân theo mọi quyết định sau cùng của Thường vụ Quân ủy Trung ương, một tập thể thường bao gồm Tổng Bí Thư, Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và các Thứ trưởng Quốc phòng. Năm 2004, Thủ tướng Khải Phong Vịnh lên làm Trung tướng nhiều lời đồn cho rằng Khải thưởng công vịnh vì vịnh có công sai quân ra dàn xếp cho con trai của Khải thoát khỏi sự truy sát của các băng đảng gốc hoa ở Đông Nam Á và ma cao một cách êm thấm. Ngoài ra, nhiều tin đồn vịnh cũng như Tổng cục 2 đứng ra đảm nhận trách nhiệm chuyển tiền ra ngoại quốc cho giới chóc bu như Khải hay mệnh hay Trần Đức Lương nên được thưởng công. Tin đồn đúng hay sai, được phần nào hay không thì chưa biết, nhưng trên thực tế, Đảng Cộng sản cần phong Vịnh làm trung tướng để Vịnh có thêm uy quyền để điều khiển Tổng cục hai lan rộng ra nhiều quốc gia khác để thu thập tin tức tình báo về quốc phòng trước bối cảnh Việt Nam hội nhập vào thế giới ngày một sâu rộng hơn. Và tình hình Biển Đông đang bắt đầu manh nha căng thẳng, quân đội đang cần vũ khí mới. Từ năm 2005 đến 2006, quyền uy của Thủ tướng Khải bị yếu hẳn đi và bị Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từ từ lấn áp, lấy hết quyền hành. Đó là chưa kể vụ án tham nhũng PMU-18 thuộc Bộ Giao thông Vận tải vào năm 2006, khiến Khải bó tay hết đường chống đỡ mà phải nghỉ hưu giữa nhiệm kỳ. Khải thiếu kinh nghiệm ngoại giao nên chuyến đi lần đầu tiên của một thủ tướng cộng sản thăm Hoa Kỳ vào năm 2005 bị đổ vỡ hoàn toàn. Chính phủ do bút không ưa Khải, cho Khải là rút nát. Dù Khải đã được công ty dầu hỏa Mỹ cũng như giới ký nghệ xe hơi hết lòng nâng đỡ, trợ giúp. Khải đi từ Mỹ về với hai bàn tay trắng mà không đạt được thỏa thuận gì đáng kể. Điều này khiến cho Phó Thủ tướng Dũng thúc ép Bộ Công an, Cục An ninh của tướng Hưởng phản pháo bôi xấu Khải để Khải hiểu rõ và phải từ chức để được an thân. C. Châu về hợp phố Sự nhu mì và an phận của Mạnh về mặt nội bộ tạo ra cơ hội ngàn vàng cho Nguyễn Tấn Dũng thâu tóm quyền lực. Đơn giản là Mạnh biết cách giảm bớt xung khắc trong đảng nhưng lại không biết cách để các đảng viên làm giàu, trong đó có cả mạnh. Dũng được Hoa Kỳ hỗ trợ tài chính từ FDI đến các khoản cho vay không hoàn lại, khiến đảng viên tha hồ mà đục khoét. Chủ trương của Dũng là nắm chặt bộ công an để dẹp mọi chống đối lật đổ đảng, cũng như dùng công an đẹp bẹp khống chế những ai phản lại mình bên trong đảng. Nên vai trò của Tổng cục 2 từ từ bị đi vào lãng quên, kinh phí bị hạn hẹp so với các tập đoàn kinh tế hay các bộ ngành khác. Tổng cục 2 hoàn toàn bị Dũng dồn ép, phải chịu sự điều khiển của Bộ Quốc phòng, không thể ra ngoài khuôn khổ và Dũng nâng đỡ các tướng lãnh công an tối đa khiến cho con đường đi vào bộ chính trị của tướng vịnh gần như mỗi lúc một khó hơn. Trong khi các tướng công an núp bóng Dũng ồ ạt à, thăng lon và đi vào trung ương. Dũng tăng ngân sách cho bộ công an phát triển mạnh, lực lượng công an cơ động thiện chiến ngày càng đông, đó là chưa kể ngành tình báo công an cũng được mở rộng. Dưới thời Dũng làm thủ tướng Quân đội Việt Nam bị tụt hậu nghiêm trọng trong khi Bộ Công an được trang bị mọi vũ khí, phương tiện tối tân để đảm bảo khả năng chấn áp, duy trì vai trò lãnh đạo chính trị của Đảng mà Dũng đang làm Thủ tướng nắm hết binh quyền. Vai trò chính trị của Tổng cục 2 từ năm 2006 đến 2008 hoàn toàn mờ nhạt, trong khi Cục Tình báo của Bộ Công an do Thượng tướng Công an Nguyễn Văn Hưởng nắm lại được Thủ tướng Dũng trọng dụng trở nên nổi đình nổi đám được ca ngợi như là làm ăn hiệu quả trong việc bắt bớ những người đấu tranh cho dân chủ. Tổng cục 2 bắt đầu bất mãn với Thủ tướng Dũng một cách ngấm ngầm từ đó, vì không còn được trọng dụng như trước nữa. Nguyễn Chí Vịnh chống đối ra mặt vì biết Thủ tướng Dũng thế rất mạnh. Do Dũng là người đi kiếm chén cơm về cho toàn đảng, ai ai trong trung ương đảng cũng cần dựa vào Dũng để làm giàu. Thế nhưng, từ năm 2008 trở đi, Vịnh bắt đầu có cơ hội tiến thân khi vị tổng thống tân cử obama của hoa kỳ tuyên bố đông nam á là trọng tâm của chính sách đối ngoại dẫn đến sự nổi giận của trung cộng khiến bộ quốc phòng của cộng đảng lúng túng về mặt đối ngoại cũng như đối sách ứng phó tướng vịnh tỏ ra có khả năng giao tiếp trong lĩnh vực quốc phòng với các nước liên bang như úc hay singapore khiến tổng bí thư mạnh tin cẩn cất nhắc lên làm thứ trưởng bộ quốc phòng cho trọng trách giao tiếp đối ngoại của vịnh được dễ dàng Điều này làm cục tình báo an ninh của tướng Hưởng ghen tị nên bôi xấu Nguyễn Chí Vịnh tối đa. Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng dù sao cũng đã ngồi ở Trung ương từ khóa 9 năm 2001 nên không muốn tướng Vịnh tép riêu yếu thế qua mặt mình, đảm đang đối ngoại quốc phòng. Từ năm 2009 trở đi, tức là năm tướng Vịnh được phong làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đặc trách đối ngoại, tướng Hưởng giật dây cho hàng loạt các tay chân của mình lên tiếng tố cáo tướng Vịnh chẳng hạn như tố cáo của trung tá vũ minh trí hay vụ tướng giáp tố cáo tướng vịnh gây áp lực cho tổng bí thư mạnh đó là chưa kể pháo rội trong dư luận liên tục của bùi tín lên án vịnh là tay sai gián điệp của trung cộng vịnh im lặng núp bóng bộ quốc phòng và biện minh rằng mọi quyết định hành động của mình đều đi theo chỉ thị tập thể của ủy ban quân ủy trung ương Vịnh tự nhận mình là thiên lôi, say đâu đi đó mà thôi, nên tướng hưởng đuối lý, chẳng làm được gì Vịnh. Một điều bất ngờ hơn nữa là phía Hoa Kỳ đột nhiên chê bai hưởng ra mặt, cho là tướng hưởng yếu kém về mặt đối ngoại khiến Thủ tướng Dũng phát hoảng, cho hưởng về hưu vào năm 2013 và giữ bên cạnh mình làm cố vấn an ninh. Hưởng bực mình chỉ trích Hoa Kỳ không chịu bênh vực Việt Nam công khai mạnh mẽ hơn nữa trước sự lấn hiếp của Trung Cộng tại Biển Đông. Hoa Kỳ lại đi khen tướng công an Tô Lâm hơn tướng hưởng theo như đài BBC loan báo. Thế là tự nhiên Vịnh thoát khỏi búa rìu dư luận của hưởng giật dây do hưởng phải về hưu, mất hết uy quyền. Nguyễn Phú Trọng trở thành tổng bí thư vào tháng riêng năm 2011, rắp tâm muốn loại dũng ra khỏi trung ương cho bằng được dù kín đáo chết đậy. Trọng lật đật phong Vịnh lên làm thượng tướng vào tháng 12 cùng năm thông qua bộ quốc phòng một cách rất khéo, khiến dũng không nghi ngờ. Do Dũng coi thường Tổng Bí Thư Trọng, cho là trọng còn quá yếu. Thế là Châu về hợp phố, Tổng cục 2 lại từng bước nằm trong bàn tay của Tổng Bí Thư như buổi ban đầu, thời Lê Khả Phiêu. Do có đến 8 năm lập cục trưởng Tổng cục 2, nên toàn bộ Tổng cục 2 đến giờ này vẫn nghe theo lệnh của Vịnh. Trong đó, được Vịnh cung cấp tin tình báo đời tư của các ủy viên nên từng bước rào đón uy hiếp các ủy viên dẫn đến cô lập thanh thế của Dũng từ từ. D. Sai lầm của Thủ tướng Dũng từ đại hội đảng lần thứ 10, sai lầm thứ nhất của Dũng khi dồn nỗ lực đối phó với vây cánh của Hồ Đức Việt, trưởng ban tổ chức Trung ương, tìm đủ cách để ông này bị hất văng ra khỏi Trung ương mà quên nhìn đến Trọng đang làm chủ tịch quốc hội, nghị gật lù khù. Dũng cần phải loại Trọng ngay từ đầu. Khi trở thành Tổng Bí Thư, Trọng đã từng bước có tính toán liên kết với Tổng Cục 2, liên kết với Trương Tấn Sang, chặt bớt từ từ thế lực của Dũng ở dàn Bí Thư tỉnh, dàn Đảng ủy Khối Công an đảng ủy ở các tập đoàn kinh tế, ngân hàng, ban tuyên giáo cũng như cô lập tướng công an Lê Hồng Anh ngồi ở chức bí thư để kìm kẹp trọng dùm cho Dũng. Lê Hồng Anh làm sao mà đối phó lại với trọng cho nổi? Sai lầm thứ nhì là Dũng quá coi trọng bộ công an nên để tổng cục hai lọt vào tay trọng một cách dễ dàng. Nhờ có tổng cục hai trong tay, trọng lần hồi khống chế lôi kéo được các tướng lãnh trong quân đội bất mãn Dũng do ăn chia quyền lợi kinh tế không đồng đều. Trọng cũng dùng Nguyễn Chí Vịnh kéo dài tiến trình mở cửa Cam Ranh để đường lối hợp tác quân sự giữa Hoa Kỳ và Việt Nam bị trì trệ, chậm chạp, khiến cho Trọng có đủ thời cơ tìm thêm hậu thuẫn từ Bắc Kinh về tiền tài để mua chuộc các ủy viên trung ương khác trong đảng Phản Dũng. Cũng giống như Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu, Trọng dùng Tổng Cục 2 để củng cố thế lực nhưng kiến đáo và có tính toán hơn hẳn Phiêu. Dũng có thừa tiền nuôi Tổng Cục 2 nhưng do quá khứ tai tiếng của Tổng cục 2 thời Lê Khả Phiêu nên giống bỏ lửng Tổng cục 2 cho quốc phòng quản lý. Do đó, Tổng cục 2 từng bước ngả vào Tổng bí thư trọng để có thêm quyền lực. Điều sai lầm quan trọng nhất của Thủ tướng Dũng là ông ta không có một kế hoạch cụ thể nào trong việc lật hay triệt tiêu Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn. Dũng chỉ lo chống đỡ sự tấn công của Trọng trong ôn hòa để duy trì sự thống nhất trong đảng mong cùng nhau thụ hưởng uy quyền tiền tài trong khi trọng thì tìm đủ mọi cách loại dũng bằng mọi giá đơn giản là vì dũng quá tin vào sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ mà quên đi nước xa không cứu được lửa gần trung cộng ngày càng tung tài lực hậu thuẫn cho tổng bí thư trọng công khai khiến cho vây cánh của dũng bị dồn đuổi do mãi lo chống đỡ hơn là phản công nay dũng bị hất văng ra khỏi bộ chính trị là hoàn cảnh quá thuận lợi để tổng cục hai hoành hành trở lại Bộ Công an bao lâu nay được dũng cưng chiều sẽ là mục tiêu thanh toán hàng đầu của Tổng cục 2 trong cuộc đấu đá giành quyền lực. Đương nhiên, tham vọng này không nằm ngoài chủ ý của Tổng Bí Thư Trọng. E. Nguyên nhân đối đầu giữa Trần Đại Quang và Tổng cục 2 Khi Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang viếng thăm Tổng cục 2 vào tháng 12 năm 2014, thì mọi người thấy ngay nỗ lực muốn giàn hòa giữa Bộ Công an và Tổng cục 2, xóa bỏ hay cố tình làm giảm dần những căng thẳng xích bích trước đó Mức độ giàn hòa sâu đến đâu thì chưa biết, nhưng mở đường cho Trần Đại Quang lôi kéo tăng thêm ảnh hưởng của riêng mình đối với Tổng cục 2. Ông Quang yêu cầu Tổng cục 2 phải hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Bộ Công an. Quang né tránh sai lầm của Thủ tướng Dũng trước đó và tìm đủ cách lôi kéo Tổng cục 2 ra khỏi ảnh hưởng của Bộ Quốc phòng và hỗ trợ Quang trong tương lai. Khi Bộ trưởng Phùng Quang Thanh thất lễ với Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ là ông Carter, buộc Thủ tướng Dũng phải ra tay, dạy cho Thanh một bài học. Nhờ tướng Đỗ Ba Tị ra lệnh giam lỏng và tước hết binh quyền của Thanh vào tháng 6 năm 2015, thì Tổng cục 2 phản đối và Tổng bí thư trọng đã gọi Trung Cộng ra mặt, ép Dũng buông tay. Sau vụ này rồi, Tổng cục 2 biết rõ nếu Dũng ngồi lại sau đại hội đảng lần thứ 12, thì Tổng cục 2 hết đường sống nên tung hết lực khống chế thuyết phục các ủy viên bỏ phiếu chút với Dũng để hưởng tài lực mua chuộc bởi Trung Cộng. Tướng Tị nghe theo lời Thủ tướng Dũng thi hành vụ giam lỏng này nhưng bất thành, khiến ông ta bị hất văng ra khỏi Bộ Quốc phòng. Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang biết đây là cơ hội ngàn vàng để khiến Phùng Quang Thanh không thể nào dòm ngó chức vụ chủ tịch nước được nữa. Nên gật đầu cộng tác với Tổng Bí Thư Trọng và Trương Tấn Sang cứu Phùng Quang Thanh ra khỏi sự giam lỏng. Quang đưa lính đến Bộ Quốc phòng giải cứu Thanh khiến Tị bị hỏng giò. Tuy nhiên, để mua chuộc và giảm bất mãn của các tướng tá quốc phòng theo chân tướng tỵ. Quang hứa hẹn tăng cường mua vũ khí hiện đại như các tướng lãnh mong muốn để đối phó với Trung Cộng. Quang cũng ráng bao che khiến cho dàn tướng tá theo chân độ bá tị còn nguyên tại chức. Chỉ có mỗi mình tướng tị là bị hất văng ra khỏi bộ quốc phòng, nhưng vẫn còn là ủy viên Trung ương Đảng. Điều này khiến Tổng cục hai lo ngại vì sợ tướng tị sau này nếu có cơ hội có binh quyền trở lại sẽ bóp nát Tổng cục hai trong chớp mắt. Cho đến giờ phút này, vụ điều tra án mạng ở Yên Bái đã chìm xuồng. Không thanh toán các nạn nhân tại nhà riêng mà đi thẳng vào trụ sở tỉnh để thanh toán là tác phong của bên quân đội, không phải là tác phong thanh toán của Cục An ninh thuộc Bộ Công an, thanh toán giữa ban ngày ban mặt tại trụ sở tỉnh. Sắp có cuộc họp người đi qua đi lại đông đúc, chứng tỏ các sát thủ không hề sợ bị truy tố hay có người biết. Đây cũng không phải là tác phong thanh toán của giới giang hồ buôn lậu gỗ như cộng đảng tung tin đồn. Cho nên, mọi nghi vấn khi điều tra vụ thanh toán tại Yên Bái bắt buộc sẽ phải dồn vào Tổng cục 2 hoặc Tư lệnh Quân khu 2. Tuy nhiên, bộ Tư lệnh Quân khu 2 dù có bất đồng hay ghét bí thư Cường ra mặt thì cũng không thể tùy tiện đi bắn một ủy viên Trung ương Đảng ngay tại trụ sở. Như vậy, chỉ còn lại có Tổng cục 2 là nghi phạm lớn nhất bởi vì Tổng cục 2 có đầy đủ khả năng ám sát và có sự hậu thuẫn trực tiếp của Tổng Bí thư. Cục 11 của Tổng cục 2 có thể là cục đảm nhiệm vụ thanh toán này. Cục 11 của Tổng cục 2 chuyên về trách nhiệm nhổ mọi cái gai nguy hiểm cho Trung ương Đảng hay cho Tổng Bí Thư. Phía bên công an Trần Đại Quang đúng ra đã có thể hí hưởng đẩy người của mình ngồi vào ghế của ông Cường. Cho thêm thanh thế ở quân khu 2 sau khi lực lượng công an của Tô Lâm ổ ạt kéo lên yên bái, dàn xếp sự việc. Nhưng Tổng Bí Thư Trọng có lẽ đã đoán được tham vọng này của ông Quang ngay từ đầu nên đưa ra một người vô thưởng vô phạt như bà Trà ra làm bí thư. Điều này khiến cho mọi người dễ dàng nhận thấy Trần Đại Quang đã trở thành nỗi lo sợ và là cái gai trong mắt Tổng Bí Thư Trọng. Chỉ đúng một tháng sau vụ yên bái, Tổng Bí Thư Trọng đã trở thành Tổng Bí Thư đầu tiên ngồi trong Đảng ủy Bộ Công an để xét việc. Rõ ràng, Chủ tịch nước tướng Công an Trần Đại Quang hiểu rằng tính mạng của mình đang bị Tổng Cục 2 đe dọa và Quang có khả năng thuyết phục được Tổng Cục 2 phản trọng hay không? Thì cần thời gian để kiểm chứng Hoặc là nếu Quang ỉ mình nắm Tổng cục An ninh trong Bộ Công an đủ mạnh Để phá vỡ sự kiểm soát của Tổng Bí thư Trọng đối với mình Thì đương nhiên Bộ Công an sẽ phải đương đầu bắn nhau đi đùng với Tổng cục 2 Một điều rất dễ xảy ra trong nay mai ở Hà Nội Bất luận là có vụ Bộ Công an bao che để ông Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn hay không Thì Tổng Bí thư Trọng vẫn tìm cách khống chế Bộ Công an Lý do ông Quang đang có xu hướng thực hiện lời hứa của mình đối với bên quân đội. Đó là mua thêm vũ khí để phòng chống Trung Cộng làm Tổng Bí Thư Trọng rất khó xử trước Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình. Hơn nữa, tàn dư với cánh tham nhũng của Thủ tướng Dũng ồ ạt núp bóng Quang thì Tổng Bí Thư Trọng không thể nào yên. Không cần Trương Tấn Sang, tự là tư sâu viết bài than thở để nhắc nhở nền chính trị Việt Nam lắm chăn trở đa đoan để kêu gọi đoàn kết Trần Đại Quang không ngu dại gì chọn con đường nhịn nhau để cùng sống, giống như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lầm lỡ trước kia. Vì với sự can dự và hậu thuẫn sâu rộng của Chủ tịch Trung Cộng tập cận bình, Tổng Bí thư Trọng sẽ không dại gì mà nhường hay chịu chia sẻ quyền lực với cánh của mình, cho bất cứ với cánh nào khác trong đảng để cùng nhau hưởng tài lộc uy quyền. Phê Tổng Bí thư Trọng muốn gom gọn, Trần Đại Quang biết rõ điều đó và chắc chắn Quang cần phải ở tư thế sẵn sàng phản công. Trần Đại Quang đang cố lôi kéo quân đội về phía mình, cố hòa giải những bất đồng giữa Bộ Công an và các tướng lãnh Bộ Quốc phòng. Khó khăn ở một chỗ là mọi động tính bên Bộ Quốc phòng, Tổng cục 2 đều ngăn cản. Trần Đại Quang cần tướng Đỗ Bá Tị trở lại Bộ Quốc phòng để thảm sát người của Tổng cục 2, bẻ gãy uy quyền của Tổng Bí Thư Trọng càng sớm càng tốt. Viên đạn của bên nào bay ra nhanh hơn, của Tổng cục 2 hay của Bộ Công an thì cần thời gian để trả lời. Nhưng chắc chắn sự hiện diện của Bộ trưởng Bộ Công an Trung Cộng Quách Thanh Côn ngay vào thời điểm này tại Hà Nội khiến cho Trần Đại Quang biết rõ là mình không còn nhiều thì giờ để chuẩn bị cho cuộc phản kích nhằm vào Tổng cục 2 hay Tổng Bí Thư Trọng nữa. Có lẽ ngoài Nguyễn Tấn Dũng ra, ngay cả Trần Đại Quang cũng không phải là đối thủ của Tổng Bí Thư Trọng về khả năng đấu đá giành quyền lực. Hơn nữa, liệu Trần Đại Quang có dám đánh phủ đầu Tổng Bí Thư Trọng hay không? Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bài viết có tựa đề Liệu Trần Đại Quang có dám đánh phủ đầu Tổng Bí Thư Trọng hay không? Bài viết của tác giả Nguyễn Trọng Dân được đăng trên trang Dân Làm Báo. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ ấn subscribe kênh tin tức 108TV để được nhận thêm nhiều hơn nữa những thông tin mới nhất về hiện tình Việt Nam.